Duy xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị ạ. Thì sáng nay bên Duy về Hyundai Kona bản 2.0 AT đời 2019 nha anh chị. Màu trắng biển Tây Ninh. Chạy rất là ít, mới chạy có 12.000 km thôi. Xe thì còn cực kỳ đẹp luôn. Sơn zin 100%, không vết chạy xước nào luôn nha anh chị. Chủ xe sử dụng rất là kỹ luôn. Thì xe mới về bên Duy chưa có vệ sinh dọn rửa nên nhìn hơi bẩn một tí. Nhưng mà chất xe còn rất là đẹp nha anh chị. Đây lớp xe, 4 lớp zin theo xe còn rất là dày. Xe mới chạy 12.000 mà. Xung quanh xe là cũng không có trầy xước gì cả. Mâm xe cũng vậy. Để Duy quay nội thất cho các anh chị cùng xem luôn. Thì xe này thì đã dán phim, bọc trần, lót sàn rồi. Những cái chỗ mà dễ trầy thì chủ xe cũng nên dán lại nẹp để chống trầy luôn rồi. Để Duy quay ghế lái cho các anh chị cùng xem. Ghế nỉ zin theo xe. Rất là sạch sẽ luôn nha anh chị. Xe này thì trang bị 6 lo 6 túi. Đây, xe cũng đã bọc trần ni lông rồi, rất là sạch sẽ luôn. Xe chạy ít nên còn nội thất còn rất là đẹp luôn. Đây Duy quay cần số xe cho các anh chị cùng xem. Như mới luôn. Cũng có màn hình camera lùi và nút khởi động start. Rồi Duy quay hàng ghế sau luôn. Rất sạch sẽ luôn nha anh chị, rất đẹp. Xe này thì chúng ta lấy về sử dụng thôi, không cần làm gì thêm cả. Để Duy quay phía sau cho các chị cùng xem. Biển số cũng rất là đẹp. Anh chị nào ở Tây Ninh lấy xe này về thì không cần đổi biển. Biển số này rất là đẹp luôn nha. 21298. Thì lớp dự phòng cũng chưa lăn. Như mới luôn nha anh chị. Rồi Duy quay khoang lái cho các chị cùng xem luôn. Đây, tắp bi cửa. Rất đẹp. Có cân bằng điện tử luôn. Đây ghế lái. Ghế lái chỉnh cơ. Còn Duy quay vô lăng cho các chị cùng xem. Vô lăng thì cũng bọc da, tích hợp điều khiển và cruise control luôn. Xe chạy 12.000 km. Chuẩn nha anh chị. Có áp suất lốp và gạt mưa cũng như là đèn chiếu sáng tự động luôn. Rồi Duy quay khoang máy cho các anh chị cùng xem luôn nha. Xe mới về thì bên Duy chưa có vệ sinh nên nhìn khá bẩn thôi. Nhưng mà máy móc là cam kết nguyên zin nha anh chị. Bên Duy bán xe là cam kết không tua đồng hồ, động cơ hộp số là nguyên zin, không đâm đụng tai nạn, không thủy kích. Keo chỉ là nguyên zin nha anh chị. Thì chiếc Kona 2019 bản 2.0 AT chạy 12.000 km này bên Duy đang chào bán với giá là 575 triệu ạ. Thì các anh chị quan tâm và yêu thích dòng xe này thì hãy liên hệ với Duy nha. Duy sẽ hỗ trợ tối đa. Số điện thoại của Duy là 0908 779 773. Địa chỉ xem xe là 79-13, khu Phú Đông, phường Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương. Chỗ Duy thì cửa hàng bên Duy thì cách Ngã Tư Bình Phước có 1 cây số thôi, 1 km thôi. Thì các anh chị quan tâm thì liên hệ với Duy. Đến xem xe thì nhận được giá tốt nhất nha. Duy xin cảm ơn tất cả các anh chị đã xem hết video của Duy ạ. Duy xin chào tạm biệt ạ.